Hello, chào mừng tất cả mọi người đã quay trở lại với channel của mình ngày hôm nay nha. Thì hôm nay mình sẽ lại tiếp tục làm về những kin vót mọi người. Kin vót tiếp theo được vào top đó chính là kin điêu thuyền này nha mọi người. Thì cái kin điêu thuyền này ngày trước nó là top 2 cơ, nhưng mà cuối cùng lại bị Tôn Thượng Hương đá xuống top 3. Rồi cuối cùng là lại bị Gia Cát Lượng mà mưa mọi người đá xuống rồi top 4 luôn mọi người. Ok, giết được một mạng của Mỹ Nguyệt rồi nè. Thì không sao mọi người, bị đá xuống top 4 đỡ hơn là không có top luôn đúng không? Thì mọi người vẫn có thể mua cái kin này nha. Nhưng mà chỉ có điều một cái là các bạn không thể mua cùng với cái kin Gia Cát Lượng mưa thôi. Thì các bạn chỉ có thể chọn một trong hai kin này. Nhưng mà mình đánh giá hai kin này là đẹp ngang nhau mọi người, cho nên là cũng khá là khó chọn đó. Nên mình sẽ giết cái con Hải Nguyệt này cùng với Lưu Bị nha mọi người. Ui rồi, không được rồi, mình hết mana rồi. Có khi pha này lại cùng Lưu Bị chết luôn chứ. Rồi xong, mình Lưu Bị chết luôn mọi người. Quá là nhỏ luôn mọi người, định vây bắt Hải Nguyệt nhưng cuối cùng mà team địch lại là ba đứa tới mọi người. Thôi không sao nha, thì có vẻ team địch là chơi cũng rất là đồng đội đó, cho nên là mình sẽ cẩn thận lại hơn mọi người. Với lại trận này cũng mình thấy cũng khá là khó chơi khi mà team địch nó có con Chương Lương mọi người đó. Chương Lương rất là khó chịu, thì nãy là quên cấm Chương Lương mọi người, cấm Đông Hoàng nhưng mà lại quên thả con Chương Lương ra. Thì tại vì thấy bích Hải Nguyệt thì nghĩ là nó sẽ không có Chương Lương nữa cho nên mới dám bích điêu thuyền, nhưng mà không ngờ là nó bích Chương Lương đi support mọi người à. Rồi khải cướp bùa đỏ nè, xin mạng. Ok, cái pha này cho Lưu Bị ăn thì hợp lý hơn, nhưng mà thôi mình đang làm clip cho nên là gì cũng liếm hết nha mọi người. Thì cái bùa đỏ thì điêu thuyền cũng đâu cần lắm đâu, cho nên là đưa Lưu Bị thì sẽ ok hơn, tại vì vốn cái bùa đỏ là của Lưu Bị mà. Nhưng mà thôi đang làm clip cho nên là liếm được càng nhiều mạng càng tốt mọi người. Đó, mình sẽ ăn cái con chim này xong rồi xuống dưới nha. Dưới này combat quá căng mọi người. Đây, 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 mình tới. Ở dưới chết hết trơn luôn rồi mọi người. Chết ngu cơ, chắc chết dao luôn á. Rồi chết dao luôn rồi. Nhưng mà có vẻ rồi, Trương Lương hết mana mọi người. Hằng này hết mana, đứng lại. Hết mana thì coi như xong mình rồi. Ui rồi, Nguyên Phương còn lướt về cái hướng này nữa. Rồi, như xong bạn chết rồi. Đó, ok mọi người. Đó, Nguyên Phương lướt về cái hướng này hơi bậy như mọi người. Lướt về cái hướng mà gần Trương Lương rồi múa dễ dính chùm hai đứa rồi lại ngay cái tầm múa của mình đó chứ. Thôi bye bye hai bạn, biến về nha mọi người. Đó, cái kìm hiệu biến về cũng khá là đẹp. Đây, trên này làm gì vậy? Lão Phu tự chối Mỹ Nguyệt cho Lưu Bị để bắn mọi người. Phu Mỹ Nguyệt chạy được luôn hay gì kìa? Chạy được không? Giết được. Ok, giết được Mỹ Nguyệt rồi, nhưng mà pha xử lý khá cồng kềnh đến từ vị trí của hai bạn mọi người. Thì các bạn thấy tên thì Lưu Bị với Ngu Cơ đều là nick của mình nha mọi người, nhưng mà mình không chơi nha. Rất là nhiều bạn comment bảo là comment nhắn tin hỏi là sao mà mời không vô. Thì thật ra nick thì không phải là một mình chơi đâu mọi người, mà là rất nhiều người chơi và mình cũng chơi rất là nhiều nick, chứ mình không có ở một cái nick nào cố định hết mọi người. Cho nên nhiều khi mọi người mời thì có đó không phải là mình, hoặc là mình đang chơi cờ hay gì đó nha mọi người. Thì mong mọi người thông cảm nha, thế là không phải là mình đâu. Khải làm gì đây? Mình sẽ múa chết Khải này mọi người. Rồi, chết Khải với mình nè. Đó, thì tại vì nick mình thì cũng chả có gì cho nên là mượn cho bạn bè mượn là bình thường mọi người. Đó, nick mình rất là nhiều người chơi luôn. Và mình cũng có rất là nhiều nick, 7-8 nick gì đó, nhiều nick lắm mọi người. Cho nên là mình không có ở một nick nào cố định hết. Cho nên là các bạn mời mà mình không vô thì mọi người cũng đừng nói là mình chảnh hay là gì nha mọi người. Chắc là bây giờ mình phải kêu Giao đi theo mình thôi mọi người ơi, chứ mình không thể nào đi một mình nữa. Ok, có Giao đây nè, mình sẽ Giao Lưu Bị luôn. Ngon, giết được Chương Lương rồi nè. Lưu Bị thục một cái chết luôn Chương Lương mọi người, quá khủng khiếp. Chứ bây giờ thì không thể nào mà đi lẻ lẻ nữa rồi, Chương Lương quá khó chịu. Nãy giờ múa không được cái gì với thằng Chương Lương nữa hết mọi người ơi. Rồi đây, ok, chạy về nha. Ui, Nguyên Phương làm gì vậy? Ui, nó giết Lưu Bị rồi. Nguyên Phương lấy cái sấm sét à. Rồi giết được Nguyên Phương nè. Ok, may quá, cứu được Giao luôn. Giao vậy rồi, xe này xém chết Giao luôn chứ. Pha này Giao mà đứng là phía trái tí là trúng cái lốc xoáy Nguyên Phương chết queo luôn rồi mọi người. Lão Phụ Tử trên kia thì thôi chắc lên không kịp đâu mọi người. Ở đây ăn cái con quái này hồi máu là đầy máu, rồi mình sẽ thể hiện một pha này cho mọi người xem nha. Đây, mình sẽ múa thằng Chương Lương nè, nó sẽ không dám chói mình đâu, kiểu nó không có đồng đội nó sẽ không dám chói mình. Mình sẽ múa đợi cho nó còn một tí rồi mình lướt nhịp cuối vô ăn nó nè. Đó, ôi ủa sao cái chiêu hai mình không bắn ra nhỉ? Ôi trời, úi rồi luôn mọi người ơi. Pha đó mình định lướt vô rồi cái nhịp cuối ba viên nó bắn ra nổ nội tại nó chết luôn Chương Lương. Mà mọi người sao lướt cái đó nội tại nó không bắn ba cái viên của chiêu hai ra rồi nội tại không nổ rồi nọ, xong cái mình bị chói trong trụ chết luôn mọi người. Thì sao mình sẽ cẩn thận hơn nha mọi người. Đây Chương Lương nè mọi người, bây giờ thì có Giao rồi mình sẽ không sợ nó nữa. Nếu mà không có Giao thì mình mới sợ thôi, có Giao thì hoàn toàn không sợ mọi người. Này đó nó chói mình thì Giao chỉ cần choáng thôi. Ok, giết được Chương Lương rồi nè, báo thù được rồi mọi người. Rồi giết luôn Khải.
Hải nha mọi người. Rồi chị Hải Nguyệt đưa Lưu Bị vô lâu đài tình ái đố mọi người biết chuyện gì xảy ra. Đó rồi đó. Đó chuyện nó xảy ra đó mọi người. Hải Nguyệt mà đưa úi là giết được Hải nè. Nguyên Phương hên nha. Nguyên Phương nó pha nó không lướt được là mình double kill pha đó rồi. Từ từ mình sẽ giết cái con Mỹ Nguyệt ở trong trụ luôn nha. Nhưng mà ôi pha này giao về đi, rồi giao chết rồi mọi người. Thôi không sao mọi người, pha này giao gần hết máu rồi nên về mình có thể tự lo con Mỹ Nguyệt này được. Rồi ok, giết được rồi nè. Thì mình cũng hết mana mọi người, mình ăn giác hết quái rừng bên nó rồi cướp bùa xanh các kiểu luôn nha. Cái pha này giao tiếc, cho chết hay tiếc mọi người. Sorry giao, pha này nói chung là không thể nào cứu được giao hết mọi người. Đó, thì đây mình sẽ vô trên kia lại cái trò rồi, lão phu tử chói rồi Lưu Bị thục nữa mọi người. Đúng là đôi bạn cùng tiếng mọi người ơi. Ok, mình sẽ ăn cái bùa xanh này cái đã. Thì không biết mọi người thấy như thế nào chứ riêng mình á thì mình thấy cái kim này nó hơn hẳn cái kim phi thiên ở bên Liên Quân luôn mọi người. Đó, thì nhiều bạn có thể chê cái chiêu một bên này hơn nhưng mà này nọ, nhưng mà mình vẫn thấy kim này nó hơn hoàn toàn mọi người. Nhất là cái độ mà mượt á mọi người, cái mượt mà gọi là di chuyển nó rất là uyển chuyển, nó nhảy cả lọt cả thọt rồi lâu lâu múa múa các kiểu mọi người. Còn bên Liên Quân thì nhìn cái con Laurel nó rất rất là cứng luôn mọi người. Phải nói là cứng khủng khiếp luôn á, nó y như là một con robot vậy mọi người. Nó gọi là không gọi là múa được mà nhìn rất là giống con robot luôn. Mình sẽ xin chê nha. Đó, nhưng mà cái con điêu thuyền ngộ kiến hồ toàn này thì cực kỳ đẹp luôn mọi người. Nó cái màu sắc các kiểu nó di chuyển lâu lâu xoay xoay múa múa mọi người, cực kỳ đẹp luôn. Mình sẽ đứng ở đây mình chờ team địch đây. Nguyên Phương thôi, Nguyên Phương không núp được mọi người, tại vì Nguyên Phương nó có cái nội tại anh em ơi. Chương Lương nó cũng chép được map rồi, không sao mọi người. Bây giờ thì có dao theo thì mình cũng đỡ sợ, Trương Lương cũng không ngán lắm mọi người. Ví dụ nó choáng thì có dao búng cái chiêu một ra các kiểu thôi mọi người. Nhưng mà nói chung thì cũng búng búng nhưng mà nó cũng làm lệch nhịp mình tí rồi. Giết được Nguyên Phương nè. Rồi ok thôi không sao, ok giết rồi, ai giết cũng được mọi người. Đó thì nó cũng trói được mấy giây luôn rồi, dao mới choáng được mình. Mình đã thanh tẩy cái lâu đài tình ái của Hải Nguyệt rồi. Không thôi pha này bị đưa vô thì không chắc đâu. Thì giống như điêu thuyền thì có một cái lãnh địa riêng, rồi Hải Nguyệt cũng có một cái lãnh địa, thì mình không biết là hai bên chui vào solo trong cái lãnh địa của nhau thì là ai thắng mọi người. Đó, mình chui vô lãnh địa của con gì, con Hải Nguyệt, rồi mình cũng bật cái lãnh địa của mình lên banh chướng lãnh địa mọi người. Không biết thì bên nào mạnh hơn mọi người, thì tất nhiên cái phạm vi Hải Nguyệt nó rộng hơn, nhưng mà mình đánh giá về sức mạnh thì trong cái dòng thì điêu thuyền sẽ mạnh hơn nha. Đó, cả hai đều có sát thương chuẩn các kiểu luôn mọi người. Đây cũng là một kèo hấp dẫn đó, để coi một tí mình sẽ cho nó trói thử hai bên solo mọi người. Đó, cho mọi người biết luôn là lãnh địa bên nào căng hơn nha. Và thật ra thì mình cũng khá là hóng mọi người, chứ thường thì ai rảnh đâu mà cho nó trói vô mọi người. Rất là mệt luôn. Mình sẽ múa. Rồi giết được Trương Lương không? Mình sẽ cố gắng giết con Trương Lương. Không giết được rồi, Trương Lương đi xa rồi mọi người. Đây 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 đây, bị vô lãnh địa của nó rồi. Ui nhưng mà mình ít máu hơn mọi người. Cố gắng từ từ đó. Mình cũng không có cái lãnh địa của mình luôn. Ok, rồi gòi hai bên đồng quy vô tặng mọi người. Thì đây cái pha này mình đã không có ulti rồi nha. Mình nếu mình định bật ulti vô đánh lộn với nó coi ai mạnh hơn, nhưng mà pha này mình không có ulti mọi người. Dưới này đông vui quá mọi người. Đây không sao. Hải Nguyệt thì nói chung là như nãy mọi người cũng thấy rồi đó, là mình hoàn toàn mạnh hơn nó nha. Mình đã ít máu hơn, mình không có ulti này nọ mà hai bên còn ngang nhau. Thì nếu mà mình có ulti trong cái dòng của nó thì mọi người cũng biết là ai mạnh hơn rồi đó. Đây kệ Nguyên Phương nha, Nguyên Phương có người lo rồi, mình sẽ giết hai con này. Ok, giết được một con Hải Nguyệt rồi nè, từ ra nó Trương Lương. Ok, giết được Trương Lương double kill luôn mọi người. Mình thấy team địch hình như có thằng nào nó lên cái đầu giảm hồi máu rồi, khá căng mọi người. Con gì Mỹ Nguyệt mọi người, Mỹ Nguyệt Hải Nguyệt này nó dễ bị lộn quá. Mỹ Nguyệt thì đang phá trụ lẻ bên này, mình sẽ về mình đép cái con Mỹ Nguyệt này nha. Đứng lại. Ôi từ để mình bật cái dòng lên đã. Rồi ok, trong dòng thì điêu thuyền là vô địch, kể cả Mỹ Nguyệt cũng không có cửa luôn. Ok, Mỹ Nguyệt bớt ảo tưởng nha. Thì Mỹ Nguyệt cũng là một trong những con tướng solo rất là mạnh nha mọi người. Nhưng mà những con mà đấu sĩ các kiểu là hoàn toàn là không có cửa với Mỹ Nguyệt đâu. Đó, nhưng mà điêu thuyền thì hoàn toàn đánh được mọi người. Điêu thuyền cũng là một con tướng solo rất mạnh, hầu như trong cái dòng thì không ai đánh lại hết. Đó, còn Mỹ Nguyệt thì chỉ solo được với đấu sĩ các kiểu thôi, đánh với điêu thuyền nó không lại đâu. Nguyên Phương này làm gì vậy? Ui trời, đứa cơ nó còn một miếng máu uổng thật sự mọi người. Cái con Hải Nguyệt lên đầu giảm hồi máu rồi, khá là khó chịu đây. Trương Lương cũng lên luôn rồi hay sao á. Mình quay là mình gọi ok, bật được Trương Lương rồi nè, giết luôn. Ui không giết được Nguyên Phương rồi, thì thôi không sao nha mọi người. Có phần pha này team mình win combat này. Ê, team địch chết 4 rồi, pha này có thể khi lên là win luôn á nha.
Rồi rồi lại câu chuyện Hải Nguyệt và Lưu Bị. Rồi mọi người cùng coi kết quả nha mọi người, để coi ai thắng. Mình nghĩ là Lưu Bị. Hải Nguyệt đưa Lưu Bị vô lâu đài tình ái xong ra Lưu Bị còn đầy cây mọi người, mà Hải Nguyệt nằm đóng rồi kìa. Thì nói chung là mọi người không nên chơi Hải Nguyệt mà nhốt Lưu Bị nha mọi người. Hoàn toàn Hải Nguyệt mà không có cửa với Lưu Bị, và Lưu Bị rất là thích được Hải Nguyệt nhốt luôn. Bị Hải Nguyệt nhốt thì kiểu gì chắc chắn cũng có một mạng rồi đó. Thì thôi ok, trận đấu của mình cũng xin được phép kết thúc tại đây nha. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video của mình tới giờ phút này. Nếu mọi người thấy video của mình hay thì hãy cho mình một like và một subscribe để ủng hộ mình nha mọi người. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Vậy thì chào tạm biệt mọi người. Hẹn gặp lại mọi người ở các clip sau. Bye bye.